Xin chào các bạn nhé, sau đây thì đồng hồ Tigon sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng đồng hồ có thể nói là cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Như các bạn có thể nhìn đây, mỗi một cái màu đen huyền bí cho chúng ta cảm giác rất là sang trọng và vành đá. Người ta bảo là dầu đeo vàng, sang đeo đá. Thì ở đây cái chiếc đồng hồ này hội đủ yếu tố các bạn nhé. Nhìn rất là, phải nói là sang chảnh. Những cái đồng hồ đắt tiền mà ví dụ như các bạn gọi là đính thêm một tầng này đá thôi là các bạn, người ta đã lấy các bạn 10 triệu, 50 triệu là bình thường rồi, 20 triệu, có thể 50 triệu là bình thường. Đây ạ, mà cái đồng hồ này nó đã có sẵn cho các bạn rồi. Mình cũng đang đeo một chiếc gần giống như vậy. Đây, mình cho các bạn xem đây. Cũng nhưng mà mình của mình là vừa giàu vừa sang nên là mình đeo vàng và đá các bạn nhé. Đây là một cái mẫu đồng hồ mà có thể nói là màu bạc, thế nên là các bạn không sợ một vấn đề gì, ví dụ xỉn màu hay cái gì đấy. Ví dụ nhiều bạn thì cái màu vàng ra nó không xỉn đâu, nhưng mà nhiều bạn thì bạn thích cái màu gì nó được mãi mãi thì các bạn đeo cái này thì nó được mãi mãi luôn các bạn nhé. Đấy, như các bạn nhìn thấy này, rất là đẹp đúng không ạ? Swiss Bank. Và máy thì là máy Mi các bạn nhé. Đây, mình sẽ cho các bạn xem sâu bên trong máy Miota. Đây, mình sẽ zoom gần. Đấy, máy Miota được chưa ạ? Thì sau đây mình sẽ thử đeo tay cho các bạn xem nhé. Nhìn rất là đẹp. Ở đây nó hơi bóng một chút. Thì bạn nào mà thích cái đồng hồ này thì các bạn hãy để lại ngay số điện thoại, địa chỉ bên mình ship hàng các bạn xem nhé. Xem xong đúng như video quảng cáo thì các bạn phải thanh toán nhé. Đây là cái túi của hãng này, nhìn rất là sành điệu. Đây là hộp này, bao gồm thẻ bảo hành và sách hướng dẫn nhé các bạn nhé. Nó rất là đầy đủ. Nói chung là cái hàng chính hãng thì các bạn khỏi phải lo bất cứ một vấn đề gì cả. Và được bảo hành 2 năm tại hãng nhé. Các bạn hãy nhanh tay đăng ký, bởi vì số lượng bên mình, mỗi cái sản phẩm bên mình limited thì giới hạn số lượng thôi. Cảm ơn các bạn đã đón xem.